Chung cư Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 4 tháng nay, cư dân đã nhiều lần phản ánh về những tắc trách của đơn vị quản lý vận hành là công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tòa nhà Việt. Từ những vụ việc như cắt nước không được báo trước, đèn hành lang cháy không được thay, gọi cho ban quản lý thì không ai nghe. Nhưng đáng lo hơn cả là hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư không được đảm bảo. Ở đây tôi thấy cái ban quản lý này là đã không giúp, không tư vấn được cho ban quản trị mà còn làm sai nữa. Hệ thống phòng cháy chữa cháy lại đi lấy những cái vòi lăn để hứng nước thoát khi mà hệ thống thoát nước của chung cư nó có vấn đề. Trường hợp như chung cư Thạnh Lộc không phải là duy nhất. Thống kê của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn có 36 đơn vị quản lý tòa nhà đủ tiêu chuẩn được Bộ Xây dựng cấp phép hoạt động. Nhưng thực tế thì có nhiều chung cư lại được vận hành bởi những công ty không được cấp phép. Trong cái vụ cháy ở chung cư Carina Plaza, cái nguyên nhân xảy ra cháy trực tiếp đó là cái xe Attila là bị cháy. Sau 9 phút mới cháy lan ra các xe khác. Nếu cái đơn vị quản lý vận hành chung cư mà có năng lực thì người ta đã có cái giải pháp để phát hiện cháy kịp thời. Theo quy định tại thông tư 02 của Bộ Xây dựng, đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư phải có tối thiểu các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. Thế nhưng có nhiều đơn vị không đủ điều kiện vẫn hoạt động. Ông Nguyễn Duy Thành, tổng giám đốc một đơn vị đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, nhận định tình trạng bát nháo chất lượng của các đơn vị quản lý vận hành chung cư thực tế đã tồn tại từ lâu. Các công ty mà làm ăn thiếu chuyên nghiệp thì họ chỉ chú trọng đến công tác vận hành. Và cái rủi ro của nhà chung cư là rủi ro tiếp tục, chứ không phải là rủi ro mà chúng ta thấy ngay. Ví dụ như hệ thống bảo trì, chúng ta không bảo trì thì nó sẽ xuống cấp theo quá trình thời gian. Chọn sai, chọn nhầm đơn vị quản lý vận hành đã khổ, nhưng việc muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Chung cư 310 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội là một ví dụ. Trước đây, cư dân tố đơn vị quản lý có nhiều sai phạm, thu trái quy định, thất thoát cả 100 triệu đồng. Nhưng ngay cả khi ban quản trị muốn chấm dứt hợp đồng với đơn vị quản lý, thì một thời gian dài vẫn không chịu bàn giao.